Trong tập trước, với mong muốn giành chiến thắng, Bối Bối đã quyết định trong trận song đấu thứ hai sẽ để cho Hòa Thế Đầu và Tiêu Tiêu ra trận. Mục đích của Bối Bối là để bỏ qua trận đấu này, sử dụng Hòa Thế Đầu và Tiêu Tiêu như mồi câu, lôi kéo một hồn vương từ bên phía đối thủ. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 40, đối thủ của bọn họ là Đường Tiểu Lệ và Huyết Lang, một hồn vương và một hồn tông. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hai bên đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai cái hồn hoàn màu vàng rực rỡ của Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện không còn giấu giếm nữa, mà sự xuất hiện của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan sát trận đấu. Khán giả bên dưới vừa trông thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai cái hồn hoàn không khỏi ồn ào một trận. Trong một cuộc thi đấu hồn đại tái, theo quy tắc là yêu cầu thành viên tham dự phải dưới 20 tuổi. Nếu đến độ tuổi ấy mà còn chưa đột phá đến hồn tôn thì làm sao được gọi là tinh anh được? Trong lịch sử cuộc thi đấu hồn đại tái chưa từng xuất hiện trường hợp hồn sư đến thi đấu chỉ có hai cái hồn hoàn, cho nên lúc này mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy không dám tin vào mắt của mình. Về phía Hòa Thế Đầu, cậu liền bước từng bước dài về phía trước. Mọi người cứ nghĩ sẽ tiếp tục sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài khủng bố kia, thế nhưng không phải. Hòa Thế Đầu nửa ngồi xuống lấy ra một cây đạo pháo thật lớn dài đến 2 thước màu tuyền, thứ vừa xuất hiện trùng y hệt với định trang hồn đạo pháo cỡ lớn xuất hiện chính là tụ năng hồn đạo pháo. Tụ năng hồn đạo pháo hay còn gọi là tụ lực hồn đạo pháo là một dạng hồn đạo khí ngưng tụ và nén hồn lực, sau đó bùng nổ ra một lực lượng công kích thật lớn. Khuyết điểm của nó chính là cần quá nhiều hồn lực, còn ưu điểm dĩ nhiên nằm ở lực công kích của nó rồi. Thường thường thì nó sẽ nằm ở giữa ngực của một hồn đạo sư, thế nhưng tuyệt đối không ai sử dụng loại có kích thước lớn như của Hòa Thế Đầu. Ngay khi đó, hai đối thủ bên phía học viện chính thiên lập tức xuất động, họ tập trung tấn công về phía Hòa Thế Đầu. Lúc này, Tiêu Tiêu xuất ra Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh chặn một kích chí mạng từ Đường Tiểu Lệ. Ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả sàn đấu vô cùng kiên cố cũng bị lắc lư. Mũi tên đầu tiên của Đường Tiểu Lệ đã khiến bức màn phòng ngự xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Lực công kích kia gần như trong nháy mắt đó đánh Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu vỡ tan nát. Đỉnh chấn động từ Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu hoàn toàn không thể đỡ được một kích từ phá tiễn. Thế nhưng nó có thể dùng mình làm vật dẫn để cả hai cùng phát nổ. Dư chấn của nó mang đến nỗi ảnh hưởng đến cả Huyết Lang đang bị chó chặt ở gần đấy. Lúc này, mặc dù Huyết Lang có thể nói là bị vạ lây, thế nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy tức giận. Hắn thúc giục toàn lực bảo vệ cơ thể, trong lòng chợt xuất hiện một sự khâm phục cô bé kia, thật lòng khâm phục. Đúng vậy, trận đấu này, cô bé đã làm rất tốt rồi, tu vi của cô bé còn chưa đến bậc hồn tôn, vậy mà có thể bằng thực lực của chính mình vừa chó chặt một hồn tông vừa phá vỡ một kích toàn lực của hồn vương, ai có thể làm tốt hơn cô bé nữa đây. Hòa Thế Đầu điên cuồng hét lớn, trong phút chốc, cả người của hắn tuôn ra một dòng máu tươi, lẽ ra hắn cần 5 đến 10 giây nữa mới có thể hoàn toàn tụ hội đủ hồn lực, thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, hắn đã hoàn thành xong bước chuẩn bị ấy. Siêu tụ năng đạo pháo đã biến thành màu đỏ rực, một luồng áp lực mang đến cảm giác sợ hãi không hình dung nổi phủ xuống toàn sàn đấu. Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh vỡ nát, Tiêu Tiêu ngã xuống đất không cử động nổi. Đường Tiêu Lệ cũng chấn động không kém, thế nhưng hắn là cường giả bậc hồn vương, tác dụng của hắn trong trận đấu rõ ràng rất là quan trọng. Hắn chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thời gian cấp bách không cho hắn ngẩn người nữa, siêu tụ năng đạo pháo của Hòa Thế Đầu mang đến uy hiếp quá lớn. Ba luồng sáng màu tím cũng xuất hiện, ba mũi tên này tuy cùng là màu tím, thế nhưng lại đậm nhạt khác nhau. Mũi tên cuối cùng là đậm nhất, khi mà mũi tên cuối cùng bay đi, thì tử hoa cung trong tay Đường Tiểu Lệ cũng hóa thành một ngọn lửa màu tím phủ xuống ba mũi tên ấy. Ba mũi tên bay đến đâu, bầu không khí ở đây cũng bị bóp méo, khi mà mũi tên này bay được một nửa quãng đường, thì cũng là lúc siêu tụ năng đạo pháo của Hòa Thế Đầu bắt đầu hoạt động. Giờ phút này, bất kể khán giả đứng xem ở xa, hay là các đôi tham dự thi đấu ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, hoặc là vị hoàng đế đứng xem trên hoàng thành đều nín thở. Cảm xúc của mọi người đã đồng cứng ngay khi Tiêu Tiêu bé nhỏ bước lên ngăn lại hai vị cường giả hơn xa cấp bậc của chính mình. Mỗi người đều cảm thấy cả người run lên. Trong mắt của bọn họ, cô bé vừa phun một ngụm máu ngã xuống mặt đất kia vô cùng đáng ngưỡng mộ, là một người vừa kiên cường, dũng cảm lại còn cố chấp. Một sự cố chấp rất là đáng yêu, cho dù lúc này gương mặt của cô bé đã tái nhợt lấm ta lấm tấm máu, thế nhưng vẫn hết sức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một luồng ánh sáng từ từ xuất hiện trên sàn đấu, nó không phải là một cột ánh sáng nữa mà là một quả cầu ánh sáng màu trắng thật lớn. Khi nó xuất hiện, trên người Đường Tiểu Lệ xuất hiện một ký hiệu hình chữ thập, bất kể hắn di chuyển đến đâu thì dấu thập đó vẫn không thay đổi vị trí. Quả cầu ánh sáng màu trắng kia chính là bay ra từ nòng pháo của siêu tụ năng đạo pháo. Lúc này không khí trong sàn đấu đã bị bóp méo chẳng ra hình thù gì, nhưng khán giả bên ngoài không thể quan sát được mọi chuyện đang diễn ra nữa. Còn bên trong sàn đấu, bất kể là Huyết Lang, Đường Tiểu Lệ hay là vị trọng tài cấp bậc hồn thánh kia, tất cả đều không có can đảm đỡ lấy quả cầu ánh sáng đó. Giống như là bây giờ bọn họ mà chạm vào nó thì cả hai sẽ cùng vỡ nát, cảm giác khó chịu ấy khiến bọn họ suýt tí nữa là hộc máu.
Vẻ mặt của Đường Tiêu Lệ càng lúc càng lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn vốn rất tự tin vào đòn tấn công của chính mình, thế nhưng ngay lúc này hắn nhận ra không khí xung quanh Hòa Thế Đầu đã vặn vẹo thay đổi, không còn giống như ban đầu nữa. Nói một cách khác, ba mũi tên của hắn đã mất đi mục tiêu công kích rồi. Đúng vậy, vì bầu không khí đã bị biến đổi nên ba tia sáng màu tím đột nhiên bay theo ba hướng khác nhau, tạo thành một hình tam giác. Mà Hòa Thế Đầu thì rõ ràng đang đứng ở trong trọng tâm của tam giác đó. Tiếp theo, Đường Tiêu Lệ càng lúc càng cảm thấy ánh sáng từ quả cầu màu trắng kia phát ra vô cùng rực rỡ. Quả cầu ấy đường kính chưa đến một thước, thế nhưng giây phút này Đường Tiêu Lệ cảm thấy có một chút không thở nổi. Sau khi bắn xong 5 mũi tên, hồn lực trong cơ thể của hắn đã vơi đi rất nhiều. Lúc này hắn căn bản không còn khả năng đỡ lấy một kích kia, càng không nghĩ đến chuyện nhờ 3 mũi tên của mình phá vỡ quả cầu ánh sáng ấy. Ai mà ngờ uy lực của siêu tụ năng đã pháo lại mạnh đến nỗi có thể thay đổi không gian xung quanh. Còn vị trọng tài đang đứng ở phía sau, lúc này cũng cực kỳ là khiếp sợ. Sau đó hắn đã phát huy ra tác dụng của chính mình, nương theo tiếng gió rít gào, một trắng hai vàng ba tím một đen, bảy cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện. Sau đó hắn bay như tia chớp chắn ngang trước mặt của Đường Tiêu Lệ. Cũng ngay lúc này, ký hiệu hình chữ thầm di chuyển từ người của Đường Tiêu Lệ sang lưng của hắn, cả người của hắn được bao phủ bằng một tầng năng lượng màu vàng sẫm, tiếp đó va chạm với quả cầu ánh sáng màu trắng được bắn ra từ siêu tu năng đảo pháo. Ầm một tiếng, nếu không tận mắt trông thấy thì không có ai tin uy lực của siêu tụ năng đạo pháo lại đáng sợ đến mức này. Siêu tụ năng đạo pháo lẽ ra không nên xuất hiện trong các trận đấu này, thì những trận đấu đều diễn ra với tiết tấu nhanh, còn siêu tụ năng đạo pháo muốn sử dụng cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Hòa Thế Đầu bất kể cơ thể của mình bị thương mà liều mạng thúc giục hồn lực để giảm một nửa thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đạo pháo, nếu không với thời gian chuẩn bị bình thường đã đủ để hắn thua mấy trận luôn rồi. Có điều thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đạo pháo càng dài thì uy lực của nó càng khủng bố. Trong một phạm vi nhất định, một kích này tương đương với một đòn công kích từ hồn sư cấp cao. Một tiếng nổ vang lên trước mặt Hòa Thế Đầu, thế nhưng sau lưng của hắn cũng vang lên ba tiếng nổ khác, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm. Dư chấn từ những tiếng nổ ập vào người của hắn làm cả người của hắn bay lên ngã xuống, rất chính xác ngay cạnh Tiêu Tiêu. Từ xa nhìn vào có thể thấy trận chiến này vô cùng huyễn lệ, màu vàng của bức màn phòng hộ càng lúc càng sẫm, sắc mặt của 108 vị hồn sư cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Hai phía sàn đấu lóe lên hai màu sắc khác nhau, một bên là đỏ rực, một bên kia là tím thẫm. Sàn đấu bị uy lực từ hai vụ nổ này phá hư rất nhiều chỗ, tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến mọi người đứng ở bên ngoài cách rất xa quảng trường tinh la vẫn nghe thấy được. Thế nhưng ở đây có một người không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, người ấy chính là Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu cố gắng lê lết thân mình hướng về phía Tiêu Tiêu, sau đó dùng cơ thể của mình đỡ lấy những mảnh vỡ từ vụ nổ kia, che cho cô bé không phải chịu một vết thương nào nữa. Sau đó Hòa Thế Đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, trên lưng không ngừng bị các tảng đá lớn rơi trúng. Trước khi hắn ngất đi, hắn vẫn điều chỉnh tư thế cho người của mình không đè xuống cô bé đang hôn mê bên dưới. Vậy là trận đấu chính thức kết thúc, phần thắng thuộc về phía Học viện Chính Thiên. Tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.